Ok, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mở pack Evolving Skies anh em nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục săn lùng con Rayquaza ở mức độ hiếm là Secret. Nếu như các bạn đã xem video đầu tiên của mình rồi thì ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mở 19 pack còn lại anh em ạ. Ở video đầu tiên thì mình mới mở 17 pack của Booster Box này ra thôi. Thế nhưng mà rất là tiếc, ở video đầu tiên thì 17 pack đấy mình không mở ra được cái gì cả, không mở ra được cái gì ngon cả. Tổng trị giá pack mở ra ở đâu đó là 1 triệu 4. Mà cái trị giá card của mình mở ra thì có được ở đâu đó tiền khoảng 300 thôi. Lỗ mất 1 triệu 1 anh em ạ. Thì hy vọng là trong video ngày hôm nay thì sẽ ra được con Rayquaza anh em ạ. Rayquaza hiện tại Secret thì nó ở đâu đó là tầm khoảng 250 đô. Mà bán ra thị trường thì đã có người mua ở mức giá là 200 đô. Thì hy vọng sẽ gỡ lại vốn. Ôi, rung anh em ạ. Sorry anh em nhá, hơi bị rung tí. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Mình sẽ mở luôn anh em ạ. Và tất nhiên là mục đích của chúng ta sẽ mở ra con Rayquaza. Nếu như mà mình mở ra được con Rayquaza rồi anh em ạ, thì mình chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây luôn. Còn nếu như trong trường hợp mình không mở được ra con Rayquaza thì mình nghĩ là mình sẽ mở tiếp tục cái Booster Box nữa, nhưng mà là ở video khác anh em ạ. Tại vì 19 cái á, pack nó cũng khá là lâu, nói chung là khá là lâu. Vẫn cho anh em code nhá, vẫn cho anh em code bình thường. Hy vọng là anh em sẽ đăng ký kênh cho mình. 1, 2, 3, 4 này. Vẫn là cái đế gỗ anh em ạ, đế gỗ thần thánh này. Mình sẽ cho gần một chút nhá. Video trước thì mình có nói là mình sẽ áp những cái sản phẩm mà mình, những cái thẻ bài mà mình mở được ra. Thế nhưng mà cũng chưa có thời gian. Thế nên là hôm nay thì mình sẽ cố gắng mở 17 cái pack này ra sớm. 19 cái pack còn lại, sau khi đó thì mình sẽ áp hết tất cả lên anh em nhé. Hy vọng là anh em sẽ vào shop của mình TCG Store để anh em mua những cái thẻ bài của cái series này. Mình bán thì cũng sẽ rất là rẻ thôi anh em ạ. Chincho, Dino và Talonflame non holo rare anh em ạ. Không có gì cả. Không có gì cả. 17 pack đầu tiên, cái ở video đầu tiên thì khá là đen đủi, cho nên mình nghĩ là tất cả những lá bài ngon còn lại thì sẽ nằm ở 19 pack này anh em ạ. Video ngày hôm nay sẽ rất là tuyệt vời cho mà coi. Sẽ rất là tuyệt vời. Cho anh em cốt này. Hiện tại vẫn chưa mua được playmat anh em ạ, không biết khi nào mới mua được. 1 2 3 4 này. Hiện lửa đi. Đấy, tâm linh. Toy Catcher này. Có một bạn à, đang đặt mua cái lá bài Raihan, Trainer Raihan. Thế nhưng mà mình cũng chưa có nó. Hy vọng có nó luôn để bán với bạn ấy. Psyduck, Swablu, Seedot, Wubat và Altaria. Con này rất là đẹp, mình rất là thích những cái con Pokemon thuộc hệ Dragon anh em ạ. Thuộc hệ dòng. Rất là thích. Thế nên là đó là lý do mình đang cố gắng săn lùng được con Rayquaza. Một, hai, ba, bốn. Hypno này. Ui. Emoga, Wubat, Phoebus, Reverse Holo và Ampharos. Chết rồi. Căng rồi đấy nha bạn, căng rồi đấy. Một, hai, ba, bốn. Nói chung là mục đích là săn lùng được ra con Rayquaza. Thế nhưng mà nếu mà ra những cái con khác ở mức độ hiếm à, Secret thì vẫn là ok anh em ạ. Miễn làm sao mà đừng để nó tệ quá là được. Elemental này, Shogun này, Swoobat này, Swablu này, Zorua này, Slakot này và... Ôi giời ơi, chết rồi.
Căng rồi anh em ạ, căng rồi, nãy giờ chưa được một con gì cả. Chưa được một con gì ngon lành cành đào cả. Ôi, thôi lỡ rồi anh em nhá. Mình nghĩ đây sẽ là Rayquaza V. À không phải, Duraludon V Max Ampharos này, Reverse Holo này. Con này à, con này xem là 123 đến 203. Mình xem trị giá của nó là bao nhiêu anh em nhé. 123. 123 Duraludon VMAX. Lã bài này hiện tại đang có trị giá là 6 đô. 6 đô anh em ạ, 120. Thế nhưng mà ngon rồi, có còn hơn không anh em ạ? Nó rất là đẹp anh em ạ. Thế nhưng mà nó vì lý do là nó cũng không phải là một con Pokemon được yêu thích anh em. Đâm ra là cái trị giá của nó cũng không cao, người sưu tầm thì họ cũng không mua nhiều. Theo quan điểm cá nhân của mình là vậy anh em nhá. Ok, hiện tại thì có Duraludon. Con đấy là mình hay đọc nhầm tên nhất này ạ. Mình toàn đọc là Duraludon đấy anh em. Duraludon. Code cho anh em này. Một, hai, ba, bốn này. Hypno, Fiba, Hitmonchan, Slakoth, Pikachu, đẹp cho anh em, Pikachu, Psyduck Reverse, và Leaflon V. Con này thì nó sẽ dễ bán hơn rất là nhiều, bởi vì khá là nhiều người thích cái dạng EV Evolutions, những cái dạng tiến hóa của con EV anh em. Như mình có nói với các bạn, tất cả những cái thẻ bài cái bài tiếng Anh này này, mà cái thẻ bài V hay là V Max ấy, cái viền đen của nó ấy rất là nhạy cảm anh em nhá. Nó có thể sứt mẻ lúc nào cũng không biết đâu. Thế nên là anh em bảo quản cho cẩn thận, kể cả nó nằm trong sleeve. Hai con. Cẩn thận không bị lộ mất anh em ạ, lộ thì mất hay. Anh em nhìn thấy không? Lộ thì mất hay. Mình xem cái giá của nó không 7203. Cũng không 7203. Cũng không 7203 này. Trị giá của nó là 2.63. 1 2 3 4 này. Đâu có đâu, 3.60.000 anh em ạ. Con lấy được 60 cành. Golduck, Boost Shake, Timpola, Eevee, Zorua, ôi Zorua Reverse này anh em này, và Milotic. Một, hai, ba, bốn này. Hệ nước đi. Hệ nước. Không bao giờ mình đoán đúng được cái energy của nó anh em nhá. Thế nó mới ác. Uầy, cái này đẹp chưa? Marip, Zorua. Sợ lắm Zorua. Tentacu, Hopip. Uầy, bị lộ mất một cái gì ra rồi anh em ạ. Anh em thấy không? Đây là một cái gì đó. Ấy. Jolteon V Max. Con này sẽ rất là ngon. Rất là ngon. Và mình sẽ trích giá nó luôn 0.51 và 203. Mình biết ngay mà anh em, chỉ có trong video ngày hôm nay thôi, 17 pack đầu tiên mình mở thì nó khá là tệ. Tất cả những lá bài ngon lành còn lại ở đây hết. Và Jolteon V Max nó có trị giá là
15 đô. Near Mine Hollow. Centering của con này nó gọi là 9 anh em ạ. Thế nó mới ác nhìn nó. Ôi thơm quá. 15 đô anh em ạ, 15 đô. 15 đô mình để tạm ở đây đi. Không sao đâu, để nhẹ nó cũng không sao. Mình quên mất không để cái sleeve. Tạm thời là chưa ai xoán ngôi được con Jolteon anh em nhá. Jolteon đang có trị giá cao nhất rồi. Hy vọng là Rayquaza ra sẽ xoán ngôi vị trí của con Jolteon. Cốt cho anh em. Vứt nó sang một bên. 1, 2, 3, 4 và đây sẽ là hệ lá. Lại là nước. Lucky Ice Pop này, Tendakryu này. Emoga, Slakot. Tropius và... Uầy! Đẹp phết anh em. Uầy, Spinny Attack. Con này đánh chiến phết anh em ạ. Một Energy mà... À, nhưng mà lại... Phải tiến hóa lần thứ 3. Nào, nhanh tay gỡ lại vốn anh em ạ. Nhanh tay gỡ lại vốn nào. Một, hai, ba, bốn này. Hệ à, tâm linh đi. Đấy, phải. Aroma Lady, Sun and Moon, Eevee, này. Cutiefly, Cutiefly, Hitmonchan, này. Lotus. Và Please. Ôi giời ôi. Mình sẽ để đúng này ra chỗ khác anh em nhé. Mình sẽ để đúng chỗ này ra chỗ khác. Nhiều quá rồi. Căng rồi anh em ạ. Hiện tại thì cái pack của mình càng ngày càng vơi. Và con Rayquaza vẫn là xa vời. Mình không hề thích cái last pack magic tí nào anh em ạ. Mặc dù không biết nó có xảy ra hay không, nhưng mà mình không thích tí nào. Code cho anh em. 1, 2, 3, 4 này. Hệ Set. Ôi giời ơi. Mountain Shogun, Marip và ui Altaria lấp lánh khá đẹp anh em ạ. Mình cũng đã nói rồi, mình rất thích cái hệ rồng đẹp thế nhở. Ui con Altaria này nó có cái vết gì ở trên này này, sao lại nó có cái ba gạch ở trên đây nhỉ anh em nhỉ? Những con khác mình không thấy nhỉ. Đây này anh em nhìn thấy không, ba vạch này. Thôi không sao cả, cái lá bài tiếp theo mới quan trọng anh em ạ. Ây giời ơi, Ludicolo này. Không biết đọc có đúng không anh em, Ludicolo. À Colo chứ quên mất, Ludicolo anh em ạ. Salamence, ui đây rồi, con đầu, con này mặc dù là reverse nhưng mà mình rất là thích. Không biết anh em như thế nào nhưng mà mình rất thích cái con Salamence này. Ui, rất là đẹp anh em ạ. Nhìn nó ngầu vãi cả trưởng ra. Chắc là do cái lúc mà mình chơi anh em. Thì cái thời điểm mình chơi thì là cái thời điểm của con Salamence nên là mình rất là thích. À đây này, đây cũng có ba vạch này anh em này, chắc là có ký hiệu của Dragon đấy anh em ạ. Và con này là con gì đây? Altaria.
Đèn thế nhỉ? Để tí mình sẽ đổi ảnh anh em ạ. Mình sẽ đổi ảnh. Mình sẽ cho con Rayquaza làm hình nền. Anh em ạ. Đấy. Ok. Rẩy quà già. Cốt đây anh em ạ. 1, 2, 3, 4 và hệ set nha anh em nhé. Hệ set. Raihan cũng chưa ra nhỉ. Trainer Raihan. Sidat, Slakat, Flabebe. Con này chịu không biết đọc. Go Gaze anh em. Go Gaze. À, thế nhỉ? Xem nào. Không còn pack nào có à đây, pack này có hình con Rayquaza nha bạn, mình để ra đấy. Những pack này không có hình Rayquaza. Đây, mở mấy pack này trước đi. Chết rồi rồi, mở pack như thế này là chết rồi anh em ơi. Mở pack như thế này là chết rồi. Có lẽ là phải làm video nhiều anh em ạ. Có lẽ là phải series này phải tốn rất là nhiều máu. 1, 2, 3, 4 và hệ lửa. Lửa đi. Snow này. Cái gì? Psyduck, Eevee, Cutiefly, Pikachu, Applin, và please, Rayquaza. Thì trong cái series này có rất là nhiều lá bài có trị giá cao anh em nhá, không hiểu sao nó lại khó ra đến như thế. 1, 2, 3, 4. Mình khá thành công ở cái video mở cái booster box của Fusion Strike anh em ạ. Mà cái này nó hơi bị fail. Eevee, Timpola, Cutiefly, Applin, Sableye. Ui, Moltres, ok, cũng được. Moltres anh em ạ, Galarian Moltres. Sao không biết là nó mờ thế anh em nhỉ? Ui, đấy cái gì nó mờ thế này? Mình sẽ phải chỉnh lại cái điện thoại anh em ạ. Đang quay bằng điện thoại đâm ra rất là dở. Ok, để video sau đi mình sẽ chỉnh lại. Hệ nước này, nước, lửa. Bakken, Vubat, Timpola, Bộ đóng ba. Ôi giời ơi. Đúng là ối giời ôi rồi. Mở cái này là xong rồi anh em ạ. Kết thúc một tình. Một, hai, ba, bốn. Fire Energy. Skip Room. Raihan, ok. Raihan cho người mua hàng đấy rồi. Có một bạn là Odega Raihan. Thế là cuối cùng mình cũng đã ra một em. Ubat, Timpola, Psyduck, Eevee, Cutiefly, Sharp. Ui, con cá sấu này anh em này. Mình cũng rất thích con cá sấu này anh em nhá. Ngầu vãi cả trường thế này. Và Sylveon. Vì lá bài này cũng trị giá tầm khoảng ở đâu đó thì nó giống như Leaflon anh em ạ. Nó ở đâu đó hình như là 6 đô thì phải, nếu như mà mình không nhầm. 0.74, cứ check lại đi, mình đoán là 6 đô thôi, cũng không thể hơn được, 4 đến 6 đô. Những cái EV Evolution này thì nó ngang giá nhau anh em ạ. Đây
74 siêu V. Sao mình thích Rayquaza mà nó ra giá lắm ấy. Đấy 4 đô đúng rồi, 4 đến 6 đô mà anh em mình đã bảo rồi mà lại còn hai pack cuối cùng. Trời ơi dùng quá. Ba bốn này lá đi, lá đi, chưa bao giờ đoán đúng energy. Rayquaza, tất cả hy vọng vào mày này này, lá cuối cùng anh em ạ. Mình sẽ mở nó phải thật sự là an toàn mà không bị lộ. Lá cuối cùng, last pack magic, last pack magic. Fire lá. Chincho, Dino và Rayquaza. Rayquaza. Push shake. Shit. Ở đâu? Push shake rồi mới đến flop. Ôi giời ơi. Lại còn bị nhầm mất một. Bị nhầm anh em ạ. Push shake mới đến flop là ok. Tệ quá anh em ạ. Toạch rồi. Nói chung là toạch rồi. Ngày hôm nay thì được mỗi con ạ, rồi tiền VMAX này thôi. Và bốn lá dưới đây, à ba lá dưới đây. Ở đâu đó tầm trị giá là bao nhiêu nhỉ? 4 đô hết, 483 12, 12 đô. Vậy lại con này mình nhớ không nhầm là 15 đô thì phải. Nói chung là toạch rồi, cái booster box này toạch rồi anh em ạ. Mình sẽ phải mở tiếp một cái booster box nữa. Ok, nói chung là tất cả những cái thẻ mà mình vừa mới mở ra thì mình sẽ up luôn nó lên video anh em nhé. Nếu như các bạn đang xem video ngày mai rồi thì các bạn cũng sẽ thấy cái những cái sản phẩm của mình, những cái thẻ bài này của mình ở trên shop. Hy vọng là các bạn sẽ vào website www.tcgstore.vn để mua cái những cái thẻ bài thuộc series Evolving Skies anh em nhé. Evolving Skies của mình đây, hiện tại Evolving Sky thì mình mới chỉ áp những cái ETB Booster Pack và Booster Box này thôi, và đằng ngày mai thì sẽ có những cái thẻ bài. Không còn gì để nói, hơi bị buồn một chút, thế nhưng mà không sao anh em ạ, thế nó mới là săn lùng. Mình sẽ làm tiếp một cái video sớm nữa liên quan đến Evolving Skies anh em nhé. Còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình và xin hẹn gặp các bạn ở những video clip sau.